45 Bài 45 tương với bài 14 quyển 1. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại họ quan. 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 Thầy giáo quan. Quan lão sư. Quan lão sư. Giáo sư quan. Quan giáo sư. Quan giáo sư. Bạn học quan. Quan thống xuế. Quan thống xuế. Hiệu trưởng quan. Quan xiao trưởng. Quan xiao trưởng. Thư ký quan. Quan mỹ sư. Quan mỹ sư.